cổ phiếu HCM phát hành thêm nên giữ tiếp hay bán ra? Đầu tiên thì các bạn thấy là trên màn hình cổ phiếu HCM đã gặp vùng kháng cự đó là cái vùng giá là 20 năm, tạm tạm là 20 năm gì đó. Thì cái, cái, khu vực này là khu vực mà phe bán đang bán rất là mạnh, có nghĩa là phe gấu ấy. Phe gấu thì đang kiểm soát hoàn toàn cái khu vực mà giá 25 26 này. Chúng ta quan tâm đến cái điểm thứ hai này các bạn thấy là cái điểm khu vực thứ hai này thì có một pha gọi là pha nhồi lên một tí có nghĩa là có cái đợt đẩy của tạo lập nhưng mà có thể thấy là không thành công và liên tiếp là giá cổ phiếu này đóng lên ở vị trí là dưới 20 năm này sau đó thì con cá mập nó cũng đẩy giá lên tiếp tục cái khu vực này đúng không ạ đẩy lên tiếp tục nhưng mà cũng không thành công sau đó thì volume xuống rất là mạnh volume rất mạnh cái lượng cầu tham gia cái phe mua người ta không muốn mua nữa rồi mà người ta bây giờ chuyển sang gọi là bán thì cái câu chuyện gọi là giá cổ phiếu HCM này nó không thể nào mà vượt lên vùng giá 25 thì đây chính là cái vị trí mà các bạn thấy là cái lượng cầu ở trên thị trường ấy nó đã giảm rất là mạnh rồi tức là con cá mập người ta không muốn đẩy giá rồi thì câu chuyện gọi là nắm giữ cổ phiếu HCM đến thời hiện tại ấy, thì chắc chắn là lên thoát hàng ra rồi thì nên thoát hàng như thế nào để cho nó đẹp nhất nhất thì trước khi mà con cá mập ấy nó muốn tẩy giá hay là muốn thoát hàng ra thì các bạn thấy là nó không bao giờ nó không bao giờ nó thoát hàng luôn mà nó luôn tạo ra điểm nhấn thì ở đây thì các bạn thể thấy là cổ phiếu HCM nó đang do dự cái muốn là có một cái phiên gọi là phiên bờ đất phách ở cái khu vực giá 25 này đây vị trí 26 này trước khi mà nó thoát hàng xuống dưới này đúng không thoát hàng xuống dưới này thì đây thì chính là cái vị trí mà các bạn thấy là đây mới chỉ là cái điểm hai thôi tức là nó chỉ tạo ra UT thôi UT còn đây là BC đúng không ạ đây là AR có thể đây là AR có thể đây là AR hoặc đây, đây chính là cái khung mà nó tạo ra sức OUT Đúng không ạ? OUT Thì ừ, trong trường hợp mà cổ phiếu này Nó bán ở khu vực này tạo ra UT nghĩa là tạo ra lực đẩy đây Mình tin chắc là nó sẽ tạo ra một cái pha gọi là pha Lực đẩy lên đây rất là mạnh Nó tạo ra uh, Dòng tiền gọi là Nó giống như kiểu cổ phiếu Lam Kim hay là cổ phiếu BSI bây giờ ấy ạ à. Nó tạo ra những cái pha gọi là pha BREAKOUT FAKE Đấy kèm theo khối lượng vừa phải hoặc là khối lượng lớn để nó tạo ra đánh người nhà đầu tư F0, đánh người nhà đầu tư không sau đó nó đi xuống. Thì cái khu vực mà Nhật Z cân đối tương đối thì là cái khu vực mà giá 20 này thì là đây cũng vị trí mà rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đây chính là cái vị trí mà mình sẽ quan tâm đối với cổ phiếu HCM trong thời gian tới. Đây là một cái cổ phiếu mà khác so với cả cổ phiếu Học uh, Hào Phát ở cái vùng giá 56 này nó cũng tạo ra một pha sau đó thì cổ phiếu hợp Phát xuống luôn vị trí giá 12 chứ không phải là ở giá 20 như cổ phiếu HCM thì mình cũng vẫn kỳ vọng đó là cổ phiếu HCM nó tạo ra một pha tái thích lũy ở cái đoạn này bởi vì sao bởi vì các bạn thấy là mình tắt hết đi ạ. tắt hết đi thì cái giai đoạn mà cổ phiếu đang ở trong pha B này các bạn thấy là volume cao lên rất là mạnh thì đây chính là cái thành phần gọi là tham gia của nhà tạo lập tức là tham gia của tổ chức ở cái giai đoạn này cũng thế dấu hiệu kiệt sức nhưng mà đây chính là cái giai đoạn mà tạo lập người ta tham gia và trong cái đà xuống này các bạn thấy là người ta vẫn mua người ta vẫn mua trong đà mà xuống rất là mạnh nhảy người ta vẫn mua tức là người ta đang muốn là kỳ vọng là cổ phiếu này còn lên nữa thì chúng ta sẽ quan tâm tiếp theo đó là cái khu vực mà cổ phiếu HCM này để giảm giá như nào nếu mà trong trường hợp mà trong cái đà xuống ấy trong cái đà xuống mà tạo lập người ta vẫn mua hoặc là nó tạo ra những cái nến gọi là cái nến rút gel ấy, rất là mạnh ấy, thì chúng ta cũng thể kỳ vọng được uh, quay quanh ở vùng giá 20 đến vùng giá 18 này, đây chính là cái dấu hiệu gọi là SPIN cổ phiếu, thì target cổ phiếu này còn lên tiếp nữa, đấy chính là mình nhận định về cổ phiếu HCM trong thời gian tới